Mấy cái câu đầu tiên của đề D này thì nó khá là đơn giản. Thì chúng ta cần nhắc lại kiến thức là ở đây chúng ta sẽ có là các cái kim loại mà ta sẽ có là nhôm và kẽm. Xem lại trang nào. Chúng ta sẽ có là nhôm và kẽm thì nó sẽ tác dụng được với dung dịch kiềm. Loại là nhôm. Nhôm thì sẽ tác dụng được với dung dịch kiềm. Trước chúng ta học ở phần đại cương kim loại cũng có rồi đấy. Thì nhôm nó sẽ tác dụng được với kim loại kiềm. Được chưa? Kim loại khác chúng ta dùng được. Đây ta không xét, còn đây các cái kim loại này thì tác dụng được nước. Với các kim loại tác dụng với nước thì là bài toán khác, bài toán nữa, bài toán bên dưới. Không tác dụng với kiềm. Đây là không xét. Yeah. Các cái kim loại Capacana không không có gì thì nó các kim loại như kiểu Capacana này nó sẽ tác dụng với nước khác. Đấy, thế thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta lưu ý là nhắc lại với phản ứng nhau chúng ta thôi. Thì con này nó khá là dễ, lắm chúng ta có thể tự làm được. Ví dụ như Al với cả Al23 thì nó tác dụng với nhau khác. Tất nhiên là các phản ứng này thường là chúng ta sẽ phải tự cân bằng nhé, chờ bắt thầy cân bằng cho vô lý đó. Hoặc là chúng ta dùng bảng con e cũng được, tùy mọi người. 3 và tổ chức đã phát. Đó, có hai phản ứng này ta làm được ngay nhé. Còn tất nhiên là thầy sẽ không hướng dẫn tính cụ thể nữa, nó khá đơn giản. Đây là các dạng tiếp theo là các kim loại là Capacana này và có thêm nhôm nữa. Tác dụng với nước. Mình sẽ xét như nào. Mình sẽ trang 67. Sang xem trang 71. Xem trang 71. Xem trang 71. Đây, phần này sẽ phải hơi khác đi chút. Thầy sẽ năm trước thì chúng ta dạy dạy các em theo cái kiểu ion này, thường người bạn cũng hơi lúng túng. Thế là chúng ta có thể cái sơ đồ này, nó vẫn là cái sơ đồ này thôi nhưng mà thể viết khác một chút. Thì chúng ta gọi M là các kim loại như là Capacana này. Xét bài toán với nhôm, trường kem làm tương tự. Thì M đầu tiên là các cái kim loại M này sẽ tác dụng nước để thành MOHN lần với hydro này. Sau đó nhôm thì nó tan được trong các cái dung dịch kiềm này, thành MAl2N lần cộng hydro. Và bản chất của phản ứng này thì thực ra là cái M này là kim loại nào cũng quan trọng, mà thực chất là tác dụng OH trừ và nước. Thì ta lưu ý là đối với cái bài toán này thì nước người ta sẽ luôn luôn cho mình dư, cho nên mình sẽ cần phải xét xem là ở cái phản ứng thứ hai này thì nhôm dư hay là kiềm dư nhé. Thì mình có thể tính toán theo từng công trình phản ứng, tuy nhiên thì cũng có thể lập sơ đồ và khi đó mình sẽ bỏ qua giai đoạn là phản ứng nước dạng phân tử hoặc ion. Và nếu mà nhôm mà dư thì chúng ta sẽ thấy là gì, ở đây có cả hai dạng sơ đồ đây. Thì nhôm mà dư thì chúng ta sẽ thấy rằng là M cộng với cả MAl cho vào nước thì nó sẽ ra M cái muối aluminat này, đúng không? Bởi vì trong cái trường hợp mà nhôm dư nhé, chúng ta nhìn vào phản ứng này. Trong trường hợp nhôm dư thì nó chỉ còn MaLO2N lần thôi, cộng với hydro và cộng với Al. Còn thằng MOH này hết rồi này. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà kiềm dư thì nó sẽ còn lại dư cả kiềm. Và cái muối Al2 này vẫn có, đương nhiên là muối Al2 vẫn có theo cái phản ứng này. Đúng không? Ngoài ra thì còn có hydro nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảo toàn E chúng ta tính, và có thể sử dụng bảo toàn điện tích hoặc bảo toàn nguyên tố. Ở đây thì chúng ta để viết dạng phân tử thì nhiều các bạn đỡ lung túng hơn, với cái dạng ion nhiều bạn có vẻ hay lung túng. Được chưa? Chúng ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể. Dạng cái câu đầu tiên này thì chúng ta có thể là nó khá là đơn giản, chúng ta sẽ có nhiều cách.
thì cái bài này chúng ta sẽ chữa, bài đầu tiên này chúng ta sẽ chữa theo cách viết phản ứng thôi, nó sẽ đơn giản. Thì theo đề x tỷ lệ 1:2 mà chơi mình đặt như vậy, chúng ta sẽ có là cái này chúng ta sẽ thấy là NA này. NaOH cộng với cả H2 đúng không? Hai phải tự cân bằng nhé, lưu ý chúng ta tự cân bằng các cân NaOH, sau đó thì nó sẽ tiếp tục sử dụng với nhôm để nó ra gì? NaLO2. Đây thì chúng ta, người ta cho là theo đề, đề thì cho là gì? Ta thì chính là nhôm chứ. Dư bao nhiêu thì chúng ta tự tính cho đốt nhé. Đấy, bài này nó đơn giản như tự tính được thôi. Ví dụ chúng ta đặt đây là x gì này, ở dưới này nó sẽ vẫn là x, thì theo phản ứng bên dưới này em sẽ tính cho thầy xem nhôm dư bao nhiêu là xong. Còn muốn tính x thì chúng ta tính theo, chúng ta tính tổng N hydro x từ N hydro suy ra x nhé. Cái này đơn giản một tí thôi, chúng ta sẽ tự làm nhé. Và về sau thì chúng ta có thể nhận xét ở đây thì chúng ta có thể nhận xét nhanh, thì chúng ta chưa cần cân bằng hết, nhưng mà cái tỷ lệ giữa natri và nhôm này, chúng ta nhìn vào giữa phương trình phản ứng này, tỷ lệ giữa natri và nhôm chắc chắn là 1:1, cho nên đây một thằng này thì thằng này một thằng này thôi, cho nên thằng này sẽ là x gì thôi, thằng nhôm cũng sẽ là nhôm phản ứng cũng sẽ là x gì thôi, đấy là nhôm dư. Nhôm dư thì nó sẽ là hai. Ở đây thì em nhớ cân bằng phương trình phản ứng nhé, thì chúng ta sẽ tính được N hero theo x và bằng cái đề bài này ra. Đấy. Đúng rồi, rất là đơn giản. Câu số 6 thì nó sẽ phức tạp hơn một chút, thì mình sẽ làm cho. Câu số 6. Câu số 6 là câu ví dụ, thì sẽ chữa nó ra nhé. Mình sẽ chữa cụ thể câu số 6 này. Là cái thí nghiệm thứ nhất, thí nghiệm thứ hai thì chúng ta, ở đây chúng ta nên xét, có thể xét được thí nghiệm thứ hai để chúng ta đặt là BA là gì này, nhôm là Y này. Xét là thí nghiệm hai trước đi, bởi vì thí nghiệm hai thì người ta cho là NaOH dư rồi nhé, thí nghiệm hai cho NaOH dư rồi. Thí nghiệm hai người ta cho NaOH dư rồi. Thì với trường hợp nhiều kiềm và nước này, này thì chúng ta sẽ tính thành nó kết thành gì? Rồi. Lập sơ đồ ra đi. Nó cũng giống như bên trên này. Thì sơ đồ phản ứng nó sẽ là gì? Ta sẽ có là nhôm này. Nhôm này BA này. BA này thì của mình nhôm là Y này, BA là X này. Thì nó sẽ cộng với cả NaOH. Nên lưu ý là trong NaOH này thì nó có nước nữa. Cả hai thằng này đều dư. Với bài toán này thì kiểu gì nước nó cũng dư. NaOH người ta cho dư rồi. Thế thì cái dung dịch thu được thì nó sẽ chứa gì? Rõ ràng là giờ giống như bài trên này này, cái muối Al2 này chắc chắn là vẫn có. Ngoài ra thì thằng kiềm này nó vẫn dư. Được chưa? Thế là nó, chúng ta sẽ có là thằng cái này nó sẽ có bốn muối, nó hơi dài hơn một chút, cho nên là thường thực ra ở dạng này thì với trường hợp nhiều muối này thì nó viết phương trình nghiệm cũng được. Đúng thôi, chúng ta viết phân tử cũng được. Thì nó sẽ có muối NaAl2 này. BaAl2 hai lần. Sau đó thì chúng ta sẽ có là NaOH dư và BaOH hai lần. Đúng chưa? Kiểu phản ứng kiểu như này này thì nó sẽ có a muối Al2 chắc chắn có rồi nhé, mà có Al2 thì nó phải dính cả Na2Ba vào rồi, và còn thằng kiềm dư, đương nhiên là hai thằng, ngoài ra chúng ta cộng thêm hiro nữa, thì hiro này là không phải, cái chỗ này bao nhiêu mol này nhỉ, bấm cho thầy xem bao nhiêu mol này,
chúng ta sẽ có 12,32 chia cho 22,4 0,55. Thì như vậy là cái hệ này thì nó sẽ áp dụng vào toán E thì nó sẽ được gì? Toán E thì ta lưu ý là gì? Lưu ý là thằng nhôm này nó sẽ từ 0 lên dương 3. Nó nhầm, nhôm từ 0 lên dương 3. Thế còn bari thì từ 0 lên dương 2. Thằng hiro này thì từ dương 1 về 0 xuống, đúng không? Thế là mình sẽ có là thằng bari là từ 0 lên dương 2 thì nó sẽ là 2 nhân x, đúng không? Cộng với cả nhôm thì sẽ là 3 nhân y, được chưa? Đúng không? Nhôm từ 0 lên dương 3, từ 0 lên dương 3 là 3 y này. Thế còn thằng hero là xuống thì hero nó sẽ là từ 0,55 nhân với 2. Từ dương 1 xuống 0 thì nó chỉ là 1 e thôi, nhưng mà chúng ta nhớ là 2 thì nhân 2 lên. Bây chúng ta mới quay lại thí nghiệm 1. Chứ tại sao chúng ta dùng thí nghiệm 2 trước, bởi vì thí nghiệm 2 thì nó cho kiểm dư. Cho dư thì thường dễ tính hơn. Đấy. Bây giờ mình quay lại. Nghiệm 1 thì chúng ta cũng có thể lập cái sơ đồ ra một tí. Chúng ta cũng có ta cũng có nhôm và bari. Nhôm bari này cộng với cả nước, bây giờ cộng nước dư thôi. Thì chúng ta cũng sẽ có là ở đây thì chắc chắn là vì cái lượng hiro này này nó bé hơn so với phản ứng bên dưới, cho nên là dưới này thì thằng nhôm nó sẽ dư chứ không phải thằng kiềm dư nữa. Thí nghiệm dưới này cũng thôi, giống như kiểu bài trên này này, chúng ta có hai phản ứng nhưng mà lúc này thằng nhôm nó sẽ dư chứ không phải thằng kiềm dư nữa, cho nên là chúng ta trong dung dịch thì chúng ta chỉ có muối Al2 thôi nhé, trong dung dịch chúng ta chỉ có muối Al2 thôi. Trong dung dịch thì muối Al2 thôi, cộng với cả nhôm dư cộng hiro. Hiro của mình đây là 0,4, thì thằng này tất nhiên vẫn là xì này, nhưng mà thằng này là y, nhưng mà thằng này là nhôm dư thì bạn không nên điền, chưa điền y vào đây vội. Thằng này là xì thì bảo toàn bari thì suy ra thằng này cũng là xì này, đúng không? Xì. Được chưa? Và toàn BA thì suy ra là nó suy ra được là NBAL2 thì sẽ bằng lần bằng x này. Nó suy ra được N nhôm phản ứng là sẽ bằng 2x. Đấy, ở đây thì mình sẽ phải nhân 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 hai lên, bởi vì thằng nhôm thì đơn giản hệ số của nhôm là 2 thôi. Đấy, sau đó thì mình cũng bỏ toán E. Toán E thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Mình bỏ toán E thì chúng ta lưu ý là thằng nhôm sẽ từ 0 lên dương 3. Nhôm từ 0 lên dương 3 nhưng mà nhôm bây giờ nó sẽ chỉ là 2x thôi. Đấy. Chúng ta chỉ tính cái lượng nhôm phản ứng thôi, nó là 2x này. Xin lưu ý là 2x thôi. Cho là mình lấy 2x nhân 3 thôi. Còn bari giống như vậy thì vẫn là 2 nhân với x. Và hiro là 4 nhân với 2. Hiro là 2 giống bên trên ấy, nhân 2. Và hai phương trình này thì nó chỉ khác nhau cái chỗ là cái lượng nhôm phản ứng là khác nhau thôi. Chỗ này 2x 2x này vẫn là bari này. Nhưng nhôm sẽ khác nhau nhé. Nhôm ở trên là phản ứng hết sạch, còn nhôm ở dưới thì nó chỉ phản ứng một phần thôi. Đấy. Được chưa? Cho nên là chúng ta sẽ thấy là xì nó sẽ bằng bao nhiêu. Trên này chúng ta có thể nói đấy, thầy nói rồi không làm chút này. Vì là người hero thí nghiệm nhỏ hơn hai suy ra là gì, dư dư đó. Xong rồi đến đây tìm được x rồi chúng ta sẽ suy ra y,
Nó sẽ suy ra được đốt y là bằng bao nhiêu? Sao phương trình này ra y bao nhiêu? 0,11 này. Y bằng 0,3 đúng không? Y bằng 0,3. Từ 3 thì sẽ bấm đốt. Người ta hỏi M thì M đây nó sẽ là nhôm và bari thì tính các nốt ra thôi. Thì nó sẽ là 0,3 nhân với 27. 0,1 nhân 137. Vậy là 21,8. Được chưa? Vậy chúng ta lưu ý phân biệt kỹ cho thầy nhé. Ở hai trường hợp này, một trường hợp là kiềm dư. Kiềm dư thì nhôm phải hết nhé. Lưu ý. Đấy, thì ta có cái chú ý là gì? Cái này chú ý ra trong phương pháp giải toán thầy đã nói rồi, nhắc lại thì chú ý này. Kiểm dư thì nhôm hết, đúng không? Trong dung dịch vừa có trừ này. Trường hợp ngược lại thì cũng thế. Trường hợp ngược lại thì nếu như là nhôm dư thì kiếm hết trong dung dịch chỉ chứa gì? Dung dịch chỉ chứa alo2 trừ thôi, đúng không? Như là còn kali ion dương trong dung dịch chứa alo2 trừ, không chứa OH trừ, đúng không? Tuy nhiên không có OH trừ nữa. Đấy, thì chúng ta lưu ý chúng ta có thể giải bài này với những bài tập phức tạp hơn chút, chúng ta lập sơ đồ nó sẽ nhanh hơn, nhập theo bài tập E mình viết chương trình ra nó hơi lâu một chút. Có một số bài thì chúng ta làm một chúng ta sẽ lát nữa chúng ta làm một số bài tập thì có thể là theo kiểu viết chương trình như bài này. Một số bài thì chúng ta dùng bài tập E, mình sau dùng bài tập E thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo là bài 12 thì nó dạng hơi khác một chút rồi. Dưới nốt bài 12 cho anh em suy ngẫm. Dưới này thì thầy có các sơ đồ để suy ra đây. Bài 12 này thì người ta bắt đầu là cho cái kim loại này tác dụng ở đây cuối cùng chúng ta nhìn liếc xuống dưới này chúng ta chỉ hỏi muối thôi, cho nên là ba kim loại này nó không quan trọng lắm là kim loại gì đâu. Chúng ta viết theo dạng là kim loại M thôi. M đúng không? 8,94 gram. Nó cộng với cả nước thì sẽ thu được hiro. Hiro này của mình nó sẽ là 2,688 thì sẽ là 0,12. Và cái dung dịch Y này thì nó sẽ chứa là MOHN lần thôi. Sau bây giờ phải cộng tiếp với gì? Thằng Y này này lại cộng tiếp với gì? HClH2SO4. HClH2SO4 đây thì chúng ta thấy là HCl sẽ là 4x đúng không? Còn H2SO4 thì nó sẽ là x mol. Và để bằng. Thì nó sẽ thu được cái này là trung hòa nhé. Trung hòa tức là phản ứng vừa đủ. Đó, chúng ta phải xuống dưới này. Nó sẽ thu được muối và nước. Và muối này thì sẽ chứa những cái thằng này. Muối này nó sẽ chứa Mn cộng này. Chứa Cl trừ này. Và chứa SO4 hai trừ. Và nước. Được chưa? Đầu tiên là giống như hôm trước chúng ta đã làm đấy, chúng ta có cái nhận xét này. Mình xét thì chúng ta lưu ý là NOH trừ nhé. NOH trừ thì nó sẽ bằng 2 lần N hydro. Trừ bằng 2 lần N hydro. Này, chúng ta có thể nhận xét trong này. Hôm trước chúng ta hướng dẫn các bạn nhận xét rồi nhé. Chúng ta cố gắng lưu ý nhận xét này. Cái này là một OH này.
một phần hai hero, tức là 2:1 đấy, cái này 2 OH 1 hero đấy, nên là NOH trừ sẽ gấp 2 lần N hero, và như vậy nó sẽ bằng 0,24. Đó thì mình sẽ tính tiếp là vì là trung hòa. Phản ứng vừa đủ thì rõ ràng là mình sẽ có NH cộng bằng NH trừ. NH cộng thì bằng gì em? NH cộng thì lưu ý nó bằng 4x nhân với 1 này. Xì nhân 2. Nó nhân với chỉ số H cộng thôi. Đây, 4x này nhân 1 này cộng xì nhân 2. Đấy. Đó, thì đấy là NH cộng. Còn NH trừ là 0,4. Ra được x nó sẽ bằng 0,06. 0,06. Xì bằng 0,06 đúng không? Đúng cho em nhỉ? Đúng không? À 0,04 tí toàn. 6. Đúng không? 0,04. Đúng không? 6. Đó, thế bây giờ làm tính khối lượng muối không? M muối. Đó, thì bản chất của cái phản ứng này sẽ đấu H trừ với H cộng, cái này vừa đủ phản ánh nước nhé. Thế là trong muối là mình sẽ có còn lại ion M này, CL trừ với H4 trừ thôi. Thế còn nếu nó câu chuyện nó dư thì nó sẽ khác, thì nó có thể còn OH trừ nữa. Đúng không? Tính muối thì M muối nó sẽ bằng gì? M của M này, cộng với cả M trừ này. M của H4 trừ này. H4 trừ. Còn gì đấy, thì chúng ta tự tính ra tốt nhé. Đấy, thì M của M là mình biết rồi là 8,94 này. Cả M sẽ được trừ sẽ là 5,5. Nhân với CL trừ thì nó sẽ lấy 4x. CL trừ đây là 4x nhé. S42 trừ là 1x. Đấy, mình sẽ tính nốt ra cho thầy nhé. Để ra kết quả thôi. Đấy, xong. Đấy, bài này thì sẽ như thế. Nhưng còn các bài 13 với cả 14 thì chúng ta suy nghĩ một chút nhé. Chúng ta lập sơ đồ ra nó ra thôi, không khó lắm đâu. Rồi ví dụ bây giờ nó cũng thực ra là nó cũng là cái dạng bài như bên trên này thôi. Tuy nhiên thì người ta cho thêm cái người ta cho thêm cái sắt. Ví dụ là kali này, nhôm này, sắt này. Tác dụng với cả cao hát dư. Qua chút. Rồi lát nữa chúng ta sẽ suy nghĩ chúng ta làm tiếp nhé. Kali nhôm sắt này tác dụng với cao hát dư này, thì rõ ràng là nó vì dư cao hát nên là cái này KaLO2 thôi, thì nó chỉ còn mình thằng sắt là không phản ứng được nhé, còn mình sắt là không phản ứng thôi, là cộng với hydro đấy. Cộng với hydro đấy. Okay. Đấy, thế còn nếu như mà cộng với nước dư thì nó sẽ thu được KaLO2 và hydro, và lưu ý là đề bài nó bảo hỗn hợp kim loại Y này, cái phần 2 cộng với nước dư này, thu được hỗn hợp kim loại Y này. Được chưa? Hỗn hợp kim loại Y thì như vậy nó sẽ gồm có nhôm và sắt. Nhôm và sắt. Nhôm dư và nhôm dư và sắt cộng tiếp với HCl thì ra thế này, thế này. Được chưa? Đấy thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ làm theo mấy bước này. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rất quan chút mọi người lát nữa mò ra nhé, làm nốt ra này. Thì chúng ta sẽ thấy là chỗ này mình sẽ có ba ẩn cứ lần dần nó ra thôi, là từ cái hỗn hợp x cao hát chính này của toàn e này, xong rồi từ hỗn hợp x với nước dư của con e thì sẽ được một phương trình nữa, được chưa? Của con e lúc này chúng ta phân biệt là thằng nào phản ứng đây nhé, thằng kali phản ứng này, thằng nhôm phản ứng cũng là xì đâu, nhôm phản ứng thì trong này nó xì đúng đấy, phản ứng là x. X luôn giống bài trên đấy.
xác định được lượng phản ứng. Luôn bài dưới này, phần trên này thì nó sẽ là tích ghi luôn nhé. Ghi ta viết nó nhanh. Còn cái giai đoạn cuối cùng là cái y cộng với hcl dư thì mình sẽ được một chương trình nữa. Được chưa? Y cộng hcl dư. Đây chúng ta được chương trình nữa. Đấy, từ ba phương trình đấy thì chúng ta sẽ suy ra được ba định lý z. Thế còn cái chỗ này nhôm dư là rõ ràng nó sẽ là y trừ x rồi, bởi vì là nhôm đi vào đây là x này. Nhôm ban đầu là y, nhôm dư này là y trừ x theo bảo toàn nguyên tố nhé. Đấy thì các bài cuối này chúng ta lập sơ đồ ra, chúng ta tính nốt nhé. Làm cái gì thì sẽ dẫn thêm. Thế thôi đã nhỉ. Giờ làm tập làm tiếp.